Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn những tin tức được cập nhật từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Vừa qua, Đảng ủy Quân sự thành phố Hà Giang đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2024. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu, lãnh chỉ đạo cơ quan đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm tốt việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm dự báo đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, chỉ đạo huy động lực lượng phương tiện tham gia ứng phó tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai hỏa hoạn, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Hà Giang yêu cầu Đảng ủy Quân sự thành phố cần tiếp tục triển khai đồng bộ toàn diện công tác quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế trên địa bàn, quan tâm chỉ đạo phường Quang Trung thực hiện diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao. Ngày 11 tháng 7, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Đến nay, Ban tổ chức diễn tập huyện đã xây dựng ý định, đầu bài luyện tập, kế hoạch điều hành chương trình luyện tập. Các văn kiện phục vụ diễn tập cơ bản đạt trên 70%. Ban chỉ huy quân sự huyện đang tổng hợp văn kiện của các ngành để nộp tỉnh và quân khu theo quy định. Các khu vực diễn tập phần cơ chế đã được bố trí địa điểm cụ thể. Khu căn cứ chiến đấu giả định đang tiến hành xây dựng được khoảng 65% khối lượng. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Vị Xuyên đề nghị các ngành và thị trấn Vị Xuyên cần làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Văn kiện đảm bảo sát với chuyên môn thực tế của từng ngành. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện hoàn thành hệ thống văn bản, tham mưu tổ chức diễn tập đảm bảo yêu cầu, đúng mục đích. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn cứ chiến đấu giả định, chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, đảm bảo diễn tập diễn ra an toàn, chất lượng, hiệu quả. Ngày 11 tháng 7, huyện ủy Quản Bạ tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đến nay toàn huyện có 183 mô hình dân vận khéo, 79 trên 81 đám tang người Mông thực hiện đưa người chết vào áo quan trước khi cử hành tang lễ. Đạt tỷ lệ 97,5%, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. 90% thanh thiếu niên trên địa bàn huyện ký cam kết không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền vận động hoãn hôn được 23 cặp. Về nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo huyện ủy Quản Bạ yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng trọng tâm, cụ thể, phù hợp, hướng mạnh về cơ sở. Đúng nguyên tắc liên tục, kiên trì, bền bỉ, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để đưa công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ cốt cán tôn giáo trong công tác tuyên truyền nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dân vận khéo, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện xóa bỏ hủ tục, thực hiện bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa theo danh mục đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, từng dân tộc. Huyện ủy Bắc Mê phối hợp với Ban Nội chính tỉnh ủy mới tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý đơn thư tiếp công dân năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt kiến thức nghiệp vụ về xử lý đơn thư tiếp công dân, tập trung vào hai chuyên đề gồm tiếp công dân và quy trình tham mưu cấp ủy tiếp dân, quy trình tiếp nhận xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Các chuyên đề được truyền đạt là những nội dung quan trọng, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, trang bị cho các đại biểu vốn kiến thức căn bản, nhận thức đúng đắn và nâng cao công tác lãnh đạo chỉ đạo và tham mưu của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị về công tác xử lý đơn thư tiếp công dân. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, không để các vụ việc dây dưa phức tạp kéo dài dẫn đến hình thành điểm nóng về khiếu kiện, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện ủy Quang Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, 6 tháng đầu năm, huyện Quang Bình đã tổ chức tuyên truyền tư vấn cho người lao động đi học tập và làm việc tại Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Tổng số người được tư vấn là 466 người và có 38 hồ sơ lao động được đăng ký. Nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo huyện ủy Quang Bình đề nghị trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam và huyện Quang Bình cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền các gương lao động điển hình đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp.
Đối với các xã thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giải quyết việc làm, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề nghị các tổ chức hội đoàn thể tăng cường tuyên truyền thông tin để người lao động biết, hiểu rõ về điều kiện đăng ký tham gia học nghề. Các cơ quan ban ngành quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động theo quy định để người lao động an tâm học tập và công tác. Ngày 12 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã giao ban với các ngành chuyên môn, lãnh đạo 24 xã thị trấn về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, thực hiện cải cách hành chính. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, toàn huyện giải ngân được gần 97 tỷ đồng, đạt 27,5% kế hoạch giao. Về cải cách hành chính, huyện đang xếp hạng 5 trên 11 huyện, thành phố. Kết luận buổi giao ban, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công các dự án khởi công mới trên địa bàn huyện năm 2024. Quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, kiên quyết xử lý đối với những đơn vị chủ đầu tư không thực hiện thanh toán vốn tạm ứng theo thời gian, đảm bảo đúng quy định. Đôn đốc các cơ quan đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng nội dung, đối tượng. Về công tác cải cách hành chính, cần thực hiện các giải pháp nâng cao tinh thần tự giác, tự học hỏi, trau dồi các kỹ năng, trách nhiệm với công việc của cán bộ công chức. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh đã làm việc với Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, hai đơn vị đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, thông tin và du lịch từ huyện đến cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu với huyện nhiều giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa, phục vụ các dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương. Từ đầu năm đến nay, số lượng khách du lịch đến với huyện là 102.730 lượt, doanh thu đạt 35,2 tỷ đồng. Duy trì hoạt động có hiệu quả chợ 4.0 tại trung tâm huyện, đảm bảo các chuyên trang, chuyên mục, tin bài phát sóng trên đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh yêu cầu hai cơ quan tập trung thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đối với nguồn kinh phí đã được phân bổ, tăng cường tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, làm tốt công tác chuyển đổi số. Mới đây, huyện đoàn Xín Mần đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 7 mở rộng. Trong 6 tháng đầu năm, ban chấp hành huyện đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải tạo vườn tạp, bài trừ xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, vận động đoàn viên tham gia cuộc thi chuyển đổi số, 100% các cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc tổ chức và tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới của địa phương, duy trì các đội thanh niên xung kích tình nguyện vì an ninh tổ quốc gắn với phát triển kinh tế, 100% cơ sở đoàn xã thị trấn tham gia làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tặng hơn 1.500 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, ban chấp hành huyện đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên, quan tâm định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên, triển khai hiệu quả các mô hình thanh niên khởi nghiệp. Ngày 11 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 và chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Đồng Tiến. Trong 6 tháng đầu năm, xã Đồng Tiến đã triển khai đạt 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, còn 9 tiêu chí chưa đạt. Xã kiến nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ và sớm thi công 3 trạm hạ thế tại thôn Tràm, thôn Buột, thôn Cuông, hỗ trợ xóa 11 nhà tạm, đầu tư 1.440 mét đường bê tông. Qua kiểm tra và làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang đề nghị xã Đồng Tiến xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể các tiêu chí trong từng tháng, quý và năm, ra soát lại tiêu chí về xây dựng nhà ở, tổng hợp thống kê chi tiết các hộ chưa đạt và đề xuất giải pháp hỗ trợ cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng các công trình trên địa bàn, quan tâm đảm bảo an ninh nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do xã làm chủ đầu tư, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành. Các cơ quan chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các đề xuất, kiến nghị của xã. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang vừa tổ chức họp sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý đô thị 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành trên 400 văn bản về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý đô thị, chỉ đạo các xã phường tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhắc nhở xử lý các hộ kinh doanh chấp hành các quy định, chấn chỉnh sắp xếp lại hệ thống quảng cáo lấn chiếm hành lang vỉa hè, ra quân tuyên truyền xử lý chó thả rông, tiếp nhận 297 hồ sơ cấp phép xây dựng, đã giải quyết 286 hồ sơ, tiếp tục triển khai các dự án chỉnh trang lát đá vỉa hè và bờ kè sông Lô.
Thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đề nghị các phòng ban, các xã phường cần ra soát lại quy chế quản lý đô thị, tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép, tổ chức phát động phong trào thi đua chỉnh trang đô thị, quản lý tốt hành lang vỉa hè, nhất là tại khu vực đường Phùng Hưng, khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn và ban quản lý chợ Yên Minh đã phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân giải tỏa lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường các tuyến phố khu dân cư. Tuy nhiên đến nay khu vực chợ trung tâm của huyện vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán. Bên cạnh đó còn có cả những người buôn bán không có lô sạp cố định bày hàng hóa ngay trên lòng đường, làm cho việc đi lại mua bán của người dân không được thuận tiện. Chính vì vậy mà Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Minh đã tiến hành ra quân giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè hành lang an toàn giao thông lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán trong khu vực chợ. Tại buổi ra quân xử lý vi phạm, đa số người dân đều tự giác tháo dỡ, di rời các công trình vật kiến trúc lấn chiếm lòng lề đường và cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông giữa hộ gia đình cá nhân với Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Minh. Gia đình chị Nguyễn Thị Bông, thôn Then, xã Xuân Giang là một trong những hộ điển hình trong phong trào hiến đất làm đường. Gia đình đã tự nguyện phá bỏ bức tường rào mới xây dựng và đất nông nghiệp với diện tích 120m2 để góp phần cùng thôn làm đường. Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân mà còn là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động hiến đất làm đường của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua cái tuyên truyền hiến đất làm đường ấy, thì tôi nhận thấy là cái lợi ích là đường nó rộng hơn, đi lại nó dễ dàng hơn, con cái đi học dễ hơn và thông thương hàng hóa nó tiện hơn. Thôn Then có 115 hộ dân, qua tuyên truyền vận động đã có 22 hộ tự nguyện hiến đất phá tường rào để xây dựng đoạn đường dài hơn 500m và rộng 5m. Mỗi hộ gia đình trong thôn đã đóng góp hơn 3 triệu đồng tiền mặt và được nhà nước hỗ trợ xi măng để làm đường. Đoạn đường được khởi công từ tháng 11 năm 2023 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Đây là kết quả của sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Đây mới được hơn 500m thôi, còn vào sâu trong thôn này còn gần 2 cây số nữa là dân rất đồng tình. Thứ nhất là dân rất là sẵn sàng để mà hiến đất, là sau vụ gặt thì chúng tôi sẽ làm mặt bằng dần để sau này con đường này hoàn thiện cả tuyến đường thôn Then. Trong thời gian tới, thôn Then sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi sự tham gia của tất cả các hộ dân để hoàn thiện toàn bộ hệ thống giao thông trong thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực chung, chắc chắn rằng thôn Then sẽ sớm đạt được mục tiêu này, đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với diện tích mặt nước chăn nuôi thủy sản là gần 1.000 ha, người dân của huyện Bắc Quang đã phát huy lợi thế về nguồn nước và điều kiện tự nhiên để phát triển chăn nuôi cá. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản của huyện đạt trên 480 tấn. Ngoài ao hồ nuôi thủy sản của các hộ gia đình trên địa bàn huyện Bắc Quang có tổng số 24 mô hình chăn nuôi thủy sản lớn, gồm 13 mô hình nuôi cá thịt trên ao, lòng hồ thủy điện và 11 mô hình nuôi cá tầm tại các xã Tân Thành, Đức Xuân. Ngoài ra, người dân một số xã đã tận dụng nguồn nước để phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông với nhiều loại cá mang lại thu nhập cao như cá chiên, cá lăng. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chăn nuôi thủy sản. Từ hiệu quả kinh tế đó, huyện Bắc Quang sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân phát triển nuôi cá thương phẩm, tập trung vào nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao để nâng cao thu nhập, đưa chăn nuôi thủy sản trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững tại địa phương. Gia đình ông Giàng Phái Xà, thôn Mã Pì Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc là một trong những hộ dân được hỗ trợ bò vũ béo từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật chăn nuôi nên từ một con bò đến nay gia đình đã có thêm 2 lứa bê con. Từ chăn nuôi bò, cuộc sống của gia đình đã bớt khó khăn hơn trước rất nhiều. Gia đình rất khó khăn. Năm 2023 được xã hỗ trợ hơn 15 triệu đồng mua bò về vỗ béo. Khi vỗ béo rồi, mình bán đi để mua con gầy về vỗ béo tiếp và mua thêm bò sinh sản về nuôi. Tại thôn Mã Pì Lèng qua Bình Xét đã có 44 hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ bò vỗ béo từ dự án 2, dự án 3 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ 44 con giống ban đầu, đến nay đàn bò toàn thôn đã tăng lên gần 100 con, bước đầu giúp cho đồng bào yên tâm lao động sản xuất, một số hộ đã vươn lên thoát nghèo. Khi có bò rồi, còn được cán bộ xã đến tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chúng tôi cảm thấy càng yên tâm hơn. Giờ đây hộ nghèo như tôi cũng sẽ nỗ lực, cố gắng chăm sóc thật tốt đàn bò để sau 2 năm nữa sẽ trả lại một phần kinh phí cho nhà nước như đã cam kết.
Từ nguồn vốn dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thời gian qua xã Pà Vi đã hỗ trợ 243 con bò cho 243 hộ dân tại 6 thôn. Quá trình triển khai, địa phương đã thực hiện tốt các khâu để tiến hành giải ngân nguồn vốn theo quy định. Bước đầu mô hình mang lại hiệu quả, đây là tiền đề để nhân rộng cho các hộ nghèo khác học tập. Rà soát, bình xét, đơn đăng ký của người dân và cái nguyện vọng của người dân từ thôn. Và sau khi về xã chúng tôi tổng hợp, kiểm tra rà soát đối chiếu và đảm bảo đúng đối tượng, đúng đối với lại các chế độ chính sách đến với người dân. Hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho người dân là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, mỗi hộ gia đình có điều kiện hoàn cảnh cũng như năng lực khác nhau nên việc hỗ trợ cần có lộ trình phải phù hợp. Thời gian tới, xã Pà Vi sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ nhu cầu của người dân đang cần gì nhất và cần những điều kiện nào để thoát nghèo, từ đó có giải pháp hỗ trợ hiệu quả giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.